Mỹ Thuật Laptop xin kính chào các bạn. Mình xin giới thiệu đến các bạn một bộ PC chơi game nằm ở phân khúc là khoảng 5.900.000 đồng. Đây là một bộ PC giá thành rẻ để cho các bạn có thể chơi được tựa game Liên Minh Huyền Thoại và Đột Kích Mượt Mà. Và với thùng PC này, bên mình sẽ bảo hành cho các bạn 12 tháng phần cứng nha. Chi tiết thùng PC mình sẽ giới thiệu chi tiết như sau. Thì với thùng PC này, do là một thùng PC chơi game nên mình sẽ trang bị hẳn thùng cường lực nha. Thùng cường lực hai bên của VSB, cường lực mặt kính trước và mặt kính bên trái. Thì với thùng này mình trang bị 3 đèn led phía trước, đèn led của Coolmon. Cấu hình thùng này thì ở mức độ cơ bản, các bạn có thể chơi tốt được tựa game Liên Minh Huyền Thoại và Đột Kích PUBG ở mức độ setting vừa phải. Cấu hình là main Asus H8 H61 hoặc Gigabyte H61, CPU Core i3 3240, tốc độ 3G4, đi kèm là SSD 128GB để giúp cho chúng ta khởi động Win nhanh và khởi động game. RAM mặc định là RAM 8GB để các bạn có thể chơi mượt mà các tựa game online hiện có. Card màn hình ở mức độ cơ bản là GT730 phiên bản DDR5, dung lượng 2GB. Các bạn chơi mượt mà tựa game Liên Minh Huyền Thoại với mức FPS luôn trên 100 và Đột Kích PUBG. Thì hiện thời mình đang test tựa game Liên Minh Huyền Thoại nha, chơi khá là mượt. Khi các bạn mua kèm thì bên mình sẽ tặng kèm cho các bạn bàn phím và chuột chơi game. Màn hình là hiện thời đi kèm thùng PC này là màn hình Dell 19.5 inch LED, chất lượng hình ảnh hiển thị tốt, sắc nét. Nếu mà các bạn có điều kiện kinh tế cao hơn, chúng ta có thể sắm thêm màn hình mới từ 22 inch cho tới 30 inch nha. Phân khúc này mình chỉ giới thiệu cấu hình PC giá rẻ ở mức giá dưới 6 triệu đồng. Chúng ta sẽ có ngay một bộ PC Core i3 chơi game đi kèm màn hình 19.5 inch và được bảo hành an tâm là 12 tháng phần cứng. Bên mình sẽ hỗ trợ giao hàng và lắp đặt tận nhà đối với những bộ PC mà các bạn có ý định mua nha. Và hỗ trợ cài đặt game miễn phí cho các bạn mua PC chơi game. Số lượng game thì không giới hạn. Tuy nhiên nếu mà các bạn chơi nhiều game có dung lượng cao thì chúng ta nên đầu tư thêm một cái ổ cứng nữa. Vì ổ cứng trang bị trên thùng PC này mình chỉ trang bị SSD 128GB, vừa đủ lưu khoảng 4-5 thể loại game mà chúng ta có thể chơi đồng thời. Chi tiết thùng PC này mình có đăng tải chi tiết bên dưới video này hoặc tại trang chủ của Mỹ Thuật Laptop. Các bạn có nhu cầu mua sản phẩm vui lòng inbox trực tiếp cho bộ phận online của Mỹ Thuật Laptop. Cảm ơn các bạn đã xem qua video này.